Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin. Ngay bây giờ là 11 giờ 14 phút tối ngày 8 tháng 8 năm 2024 nhảy vô luôn. Giá BTC là 59.700. Vừa rồi mình mới cộng thêm một cái target nữa cho bạn. Đây là tất cả những cái target của sóng số 3. Vừa rồi như vậy là giá đã cắn hết 57.900. 58.700, 59.200 Cưng nhắc vừa rồi Đây trong hai bài tập vừa rồi ok nếu nó đánh vỡ cái đỉnh sóng số 1 thì sóng số 3 bắt đầu. Này quý 3 start. Okay, bắt đầu từ cái đường chỉ vàng này. Ok. Thì là sóng số 3 đã xác suất đã bắt đầu. Vừa rồi mình cho bạn ba cái target này, cắn cắn cắn. Ok và cái target kế tiếp của sóng số 3 đó là con giá 623, 623. Nhớ từ giai đoạn 2 lên 3. 2 lên 3. 2 lên ba là giai đoạn dài nhất trong tất cả những cái sóng và cái sợ giai đoạn gọi là giai đoạn bay bổng thì ở đây bạn có thể thấy là nó có một sự bay bổng đây ok và cái nguyên cái khúc này ok thì nó nó bay bổng nhiều hơn ở cái khu vực này mình vừa rồi mình cần cứ cân nhắc các bạn ở ngay chỗ đường chỉ này nghe là ở đỉnh sóng số 1 là nó sẽ bay 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 thì vừa rồi nó cũng đã bay một khúc thì đây mình tạm thời mình bỏ cái cái mũi tên này qua một bên ok đây vừa rồi cắn đường chỉ vàng cái okay, bay 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 đây cân nhắc với cái mũi tên này luôn hai cái mũi tên à, uh, đây nằm trên đường chỉ vàng là sóng số 3 bắt đầu sóng số 3 bắt đầu thì gọi là đủ thứ loại sự cân nhắc không chỉ vậy cái mà quan trọng là vừa rồi mình đã có nói nó phải nằm trên đường chỉ vàng từ 3 tới 5 tiếng ok để xác thật xác thực xác được đóng dấu đóng dấu đóng dấu là sóng số 3 đang được diễn ra về đếm nến thì ngay bây giờ nó chỉ có 1, 2, 3, 3. rõ ràng đây có hai cái râu hai cái râu vẫn nằm trên con giá đó nhưng mình muốn để xác thực thì phải thêm khoảng cả 2 giờ nữa, khoảng có tới 1 giờ, 2 giờ sáng mới thiệt sự thiệt sự là xác thật, ok, xác thật là nó nằm trên cái đường chỉ vàng này, ok. Ngay bây giờ tổng cộng đâu khoảng cả ba cái nến nè, mình cần thêm hai cái nến nữa, có nghĩa là 2 giờ trôi đi nữa, nằm trên cái đường chỉ vàng thì mình mới biết thiệt sự thiệt thực là sóng số 3 đang được diễn ra. Nhớ, sóng số 3 cái target kế tiếp là con giá 62.4 vừa rồi Giá nó như vậy nó lên tới cái đỉnh là được 60 59 599, đô mà 599 thì có nghĩa là đâu khoảng cỡ 500 đô nữa. Ok 59, mình xin lỗi, 624 lần. Ok. À vài ngàn đô nữa sẽ nó tới được con giá 6224. À mình sẽ số bỏ cái này đi ha. năm okay. sóng từ đáy đi lên 1 2 3 4 5. 5. sóng như vậy tạo sóng số 1. 3 sóng rồi. 1 2 3 tạo sóng số 2. Và ngay bây giờ là mình cần năm sóng đi lên như vậy để tạo sóng số số 3. Bạn có thể kéo cái sóng số 3 xuống dưới đây một chút xíu ok để cho nó gọi là nó nó, nó chuẩn hơn, nó chuẩn hơn. Ok. Cái này thì gọi là mình sẽ có thể là bỏ qua luôn nha okay. mình sẽ bỏ qua. Cắn đường chỉ vàng là mình mới bắt đầu sóng số 3. Ok thì vừa rồi là nó đã cắn đường chỉ vàng. Cái okay, đây là sóng số 3. Ít nhất là nó sẽ rờ được con giá gì? Con giá 62 4 kế tiếp và sau đó nó sẽ hồi lại sóng số 4 và sau đó là mình sẽ có cái sau đó là mình có cái sóng số 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 5 là cái sóng số 5. ok cưng nhắc có một trường hợp mới được thay đổi thì ở đây mình sẽ giải thích nó một cách kỹ càng hơn Tiêu vừa rồi rõ ràng là nó có một sự đột phá cắn đường chỉ vàng như vậy không chỉ vậy nữa cái trendline màu đen này mình đã đi rất rất xa với nhau rồi vừa rồi là mình đã nằm ở khu vực này mình nối thêm 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 nữa. Đây là uh, những giai đoạn vừa rồi 1 2 3, ba chỗ chạm bao giai đoạn, ok. Thì vừa rồi ngay chỗ cái vùng này uh, nó đã vượt qua vượt qua. Thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt. Nó nói lên cái câu chuyện là sóng số 3 đang được diễn ra nha, sóng số 3 đang được diễn ra. Và xác suất sóng số 3 là nó sẽ r gọi là r cái gáy của con giá 60 62 4, ngày 62 4. Vừa rồi nó đã đánh vỡ tất cả những con giá ở dưới đây Ok, con giá kế tiếp là 62, 4 Sau đó mình có sóng số số 4 Và sau đó mình sẽ có cái sóng số số 5 Nhớ đây, con giá này, đây là 62, 62, 4 Trường hợp thứ hai Ngay bây giờ nếu nó hồi lại Có nghĩa rằng á, nó không nằm trên được đường chỉ màu vàng này Cái đỉnh vừa rồi của sóng số 1 Từ 3 tới 5 tiếng Thì chuyện gì xảy ra? Thì đây một cái tính toán nữa Từ đây mình chia sẻ cho bạn luôn Đây Có thể là sóng số 1 Ở đây nè Nó là nằm ở đây Chứ không phải là nằm ở đó Thì có nghĩa đây Là nằm, sóng số 5 nè Đây là sóng số 3 vừa rồi nè Và đây Là sóng số 4 vừa rồi Ok Mình vẫn có thể đếm như vậy Đây là 1 Đây là 2 Đây là 3 Đây là 4 Và đây là 5 5 sóng đi lên Tạo sóng một cam Ok ba sóng hồi Kế tiếp Nếu nó hồi luôn ngay bây giờ 1 2 3 và nó hồi thì nó hồi tới cái vùng này lần. Ok, tới cái vùng này lần. Ba sóng hồi để tạo sóng số 2. Tạo sóng số 2. Ok, 1 2 3 4 5 5 6 đi lên, tạo sóng 1. ABC tạo sóng số 2 rơi lại cái vùng này thêm một lần nữa. Có nghĩa rằng cơ hội để thu thu gom lại có thể xảy ra thêm một lần nữa. Làm sao mình biết là nó sẽ rơi vào cái khu vực này thêm một lần nữa? Thì cái con dấu quan trọng ngay bây giờ là con giá này. Còn giá là 55.400 Giữ được thì tất cả mọi thứ leo thang Sóng số 3 tiếp tục leo 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 Nhưng mà rất dưới cái con giá 55.4 55.4 Thì có thể nó vẫn là chỉ là cái sóng số 2 thôi Đây là 1, 2, 3, 4, 5 5 sóng đi lên tạo sóng số 1 3 sóng rồi 1, 2, 3 rớt ngay bây giờ 1, 2, 3 để tạo sóng số 2 Rồi sau đó miễn sao giữ được trên 50.900, vẫn vậy thì nó là sóng số, số 3 mới diễn diễn ra thì đó là cái trường hợp thứ hai làm sao mình biết trường hợp thứ hai diễn ra thì nó sẽ nằm dưới cái con giá là con giá gì con giá 55 400 55 400 55 400 55 400 và mình đã ghi luôn ở dưới đây đây under là dưới 55 400 thì sóng số 2 cam vẫn còn đang diễn ra still orange way to ok đây vẫn là cái cái sóng số 2 cam đang được diễn ra thì đó là cái cái sự tính toán à, Có thể mình sẽ thay đổi sống trong tương lai tới đây cái okay? Gọi là thì đây đó là mình cân nhắc cho bạn trước ngay à, trước khi gọi là trước khi nếu nếu mà nó sập luôn ngay bây giờ ok nếu nó sập luôn ngay bây giờ thì đúng không đây à, nếu nó mình sẽ bạn ok nếu nó sập luôn ngay bây giờ thì đây có thể là sóng số 1 đúng không rồi rồi sau đó nó mới là sóng số 2 xảy ra ok rồi sau đó 57 ok thì đó là nhưng tạm thời thì mình vẫn sẽ để như vậy để để như vậy ok để những vấn đề vấn đề như vậy ok vấn đề như vậy ok um, cái quan trọng là những giờ tới đây nghe từ những cái những cái tiếng kế tiếp là cái thứ quan trọng nhất ngay bây giờ và những cái tiếng kế tiếp nó vẫn tiếp tục nằm trên vành vàng có đó là cái đỉnh vừa rồi của sóng số 1 rồi vào con giá là 50 à, 57 700 mấy trăm nè 57.800 mấy nè 57.800 Ok phải giữ trên con giá đó trong những cái những cái giờ tiếp theo. Ok thì mình mới biết là sống số 3 được diễn ra. Còn nó hồi luôn ngay bây giờ thì có thể nó là trên cái con đường xuống lại sổng số 2 rồi vào cái khung giá này. Cưng nhắc Ok. Nếu mà nó bắt bên xuống lại ngay bây giờ 1 2 3 thì xác suất nó là sổng số 2 đang được vất, vẫn còn đang diễn ra và đây là sổng số 1. Ok, sổng số 3 sẽ được dời qua bên đây, Sống số 4 sẽ được dời qua bên đây cũng giống như vậy để mình giờ lại thêm một lần nữa. Đây sóng số 3. Đây là sóng số 4. Và đây là sóng số 5. Năm sóng đi lên. Ok, từ đáy lên, năm sóng đi lên, tạo sóng 1, 3 sóng hồi, 1 2 3, tạo sóng 2. Thì nó là vậy. Ok. Nếu nó hồi lại luôn ngay bây giờ, nếu nó hồi, có nghĩa là nó sẽ không nằm trên được cái vành vành gì? Nó không nằm trên được vành cam. Ok. Không nằm trên được vành à, mình mình vành vàng 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 vàng. vàng. Ok. Rơi vào con giá đây mình dán nó con giá nó bên đây đi ha, okay, chỉ dễ coi hơn. 57.800. Đây, 57.800. Ok. Và mình sẽ bỏ nó lại thêm một lần nữa 57.800 57. 57.800. 57, 000 57, 800, 66. Ok, 57.866. Ok. 57.866. Để cho sóng số 3 tiếp tục được diễn ra. Thì nó là gì? Nó cần 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 cần. cần. Nó cần giữ được trên vành vàng trong những cái giờ tới đây thì coi đó mới là cái quan trọng ok cái đó mới là cái quan trọng nếu nó giữ được trên vành vàng xác suất kế tiếp là con giá 62 624. ngay bây giờ là 59 6, đúng không có nghĩa là nó lên đâu khoảng 1 1008 nữa để nó đụng con giá 62 của sông số 3 sau đó mình có sống số 4 và sau đó là mình có sống số số 5 ok và cái con này thì mình sẽ làm nó đậm đà hơn chút xíu cái okay, số 4 cái okay. cũng giống như sống số 2 đậm đà hơn chút xíu năm sóng đi lên tạo sóng 1 ba sóng hồi tạo sóng 2 sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5 ok thì đó là hai cách tính toán tính toán là một là nó bay lên luôn rồi bây giờ sóng số 3 ok nếu nó tiếp tục nằm trên cái vàng vàng này ok trong những cái giờ tới đây thì sóng số 3 sẽ diễn ra còn nếu nó hồi lại thì ở đây chỉ là sóng số 1 và chuẩn bị tới đây là nó hồi lại sóng số 2 ở đây cái okay, khu vực đó. khu vực đó và nó hồi lại cái khu vực đó thêm một lần nữa thì là cái khu vực gì khu vực mua 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 mua, mua thêm để okay, mua thêm bởi vì um, được, khá là rẻ, khá là rẻ, khá là rẻ, okay. um, vậy thôi. Uh, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Uh, rõ ràng là cái setup này á, ok, nó lạ hơn những cái setup bình thường một chút xíu, ok. nhưng có, có thêm một cái tính nữa đó là năm sóng đi lên như vậy tạo sóng một này, ba sóng hồi tạo sóng 2 đây là năm sóng đi lên là tạo sóng 1 nữa. Ok, 3 sóng hồi tạo sóng 2. Rồi sau đó từ 2 nó mới bay lên 3. Ok, thì nếu mà nó hồi lại nó nằm trong cái khu vực này thôi. Ok, khu vực này thôi thì là 1 2 1 2 rồi sau đó sóng số 3 mới diễn ra. Ok. Và cái cái sóng số 2 này á thì đây là cái chống lưng của sóng số số 2 này rơi vào con giá 56.900, 56.500, 56.000 và 55.400. Giữ được giữ được trên con thì tiếp tục leo thang, leo thang, leo thang. Còn dưới con 55.400 thì sóng số 2 sẽ được diễn ra. Đây, sóng số 2. Ok, đây. Nếu nếu mà dưới con này, đúng không? Thì sóng số 2 này sẽ được sẽ được diễn, được diễn ra. Chứ không có gì hết. nhà không gì như Mình chỉ một cái mũi tên vậy không còn thắc mắc gì nữa hết. Ok. Còn nếu mà nó sập xuống tức, nó chống ở cái vùng này thôi. Rồi nó bay lên. Thì là cái setup là 1, 2, 1, 2. Rồi sau đó là lên 3, 4, Ok Thì đó là cái cái tính toán uh, cho cho ngày bây giờ Nhưng nếu nó tiếp tục nằm trên cái cái đường chỉ màu vàng này Không chỉ vậy nữa Nó nằm trên luôn cái đường chỉ màu đen này Ok Thì xác suất là sóng số 3 sẽ tiếp tục diễn ra Vừa rồi cắn được ba con số Thì nó sẽ cắn con, con số kế tiếp là con giá 60 62 bố. Vẫn giữ được trên vành đen này vẫn, vẫn giữ được trên cái vành vàng này Thì đây Con giá 62 đang nằm trước mắt là đây Chỉ ra Ok Ít nhất, ít nhất nha Ít nhất là con giá 62, 4 nha. Ít nhất, mình nói ít nhất Ok, ít nhất Ok có nghĩa là có thể bay bổng hơn nữa bởi vì nó là gì nó là sóng số 3 đúng không nó số 3 từ 2 lên 3 là giai đoạn bay bổng bay bổng bay bổng bay bổng bay bổng có nghĩa là nó sẽ có thể bay rất cao rất cao ok về thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok um, xin chào mọi người vừa rồi như vậy mình cho bạn cái tín hiệu uh, xuống này, ok năm sóng đi lên, ok mình cho bạn ba sóng hồi, mình cho bạn, ok cái chống lưng mình cho bạn và cái sự bay bổng này thì là cái bay bổng mình cho bạn, mình nói xác suất là nó sẽ cắn vành vàng vàng sóng số 3 diễn ra thì vừa rồi nó cũng đang diễn ra nếu tín hiệu vừa rồi nó chuẩn, ok bỏ một uh, dây ghi bên dưới giúp mình là tín hiệu của tiền academy chuẩn 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 chuẩn, ok và vừa rồi nó giúp bạn chốt đơn thì đừng quên ghi là Tín hiệu của tiền Academy giúp bạn trút lên phía dưới. Và nhớ giúp mình là ấn vô cái chữ, ấn vô ngón tay. Có nghĩa là ấn vô chữ thích, thích và thích. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin chào.